Rồi, chào bà con nha. Hôm nay thì con vít tê 155 có đề nè. Đây. Đề đóng ở Thái Lan hoàng nha, thấy không? Thái Lan hoàng nha. Đề này chống nước luôn nha, có keo dán đàng hoàng luôn nha, có lỡ đi nước mặn cũng không sợ sét nữa không? Dán keo silicone đàng hoàng. Đặc biệt cái đời này là không có sạc nha. Đặc biệt cái đời của ta xịn nước Thái Lan không có sạc. Đây có jack cam thấy không? Trong lốc có hai jack cam nữa không? Khử trùng đầy đủ nha, lược dầu lược là đi dầu đồ đầy đủ. Bạc xăm mới vít tông đầy đủ. Áo gió, bình dầu bình đầy đủ. Đề không đề khác nhau cục đề thôi con. Chứ còn máy móc mẫu mã giống nhau. Đây. Đặc biệt là sau này có đồng hồ nè, để con dễ sử dụng nghỉ ngơi cũng được. Coi quy định thời gian thay nhớt lần đầu tiên là 50 giờ, lần sau đúng 100 giờ thay lần. Nhưng mà đặc biệt có thời nhớt chính hãng của nó nha. Nhớt cho chanh của Thái Lan luôn nha, thùng 3 lít luôn. Nó làm việc được năng suất cao thoải mái được. Đây, chanh chanh Thái Lan. Ở trong nó Thái Lan luôn nha, đầy đủ nè, Thái Lan ngoài nè. Cái này rất là thể thao nha, đẹp ha. 155, 140. Đẹp ha. Bét kim luôn nha, có đề nha. Cái này là đặt trong máy, trong hầm ghe rồi đó, khó quay rồi đó. Hay trong gầm xe rồi khó quay là gắn đây. Đặc biệt đề nó không có sạc, phải chịu.